Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Xúc Cực Cậu và Xe Ben của mình. Và hôm nay ở trên màn hình của chúng ta thì bên em lại có một em máy ủi, đó là con D20-5, giá cực kỳ đẹp trai, đúng kẻ D20-5 mọi người nhé. À, ưu tiên anh chị em nào ở khu vực Lâm Đồng, Đắk Nông có nhu cầu mua em ủi DC D20-5 DT20-5 về làm công trình thì đây là một dòng máy cực kỳ là ổn định, cực khỏe. Giá ra đi của em đó là 135 triệu. Anh chị em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại để được tư vấn và được đến tận nơi để xem máy mọi người nhé. Giá cả cực kỳ hợp lý cho anh chị em nào đang có nhu cầu mua về để làm đường cấp phối, thì đây là những dòng máy được bên em đánh giá khá là cao. Máy đang ở khu vực Lâm Đồng mọi người ạ. Giá cả hợp lý, cực kỳ hợp lý cho các bác dân dùng. Anh chị em nào đang có nhu cầu mua. Máy còn đẹp và long lanh lắm. Tay lái nhất. Giá cả thì phải chăng. Và anh em có nhu cầu thì đến tận nơi để chúng ưu tiên anh em khu vực Lâm Đồng nhé, đến tận nơi để chúng ta xem máy. À, mọi người xem video của kênh Xúc Cực Cậu xin em cho bên mình một like, một share, một chia sẻ nó cũng cần rất là vui, luôn luôn được phục vụ rất là quý anh chị và bà con các bác ở trong tay của mình. Ngoài ra bên mình còn bán rất là nhiều dòng máy xúc vừa túi tiền, hợp túi tiền, hợp địa hình với tất cả anh chị em nào đang có nhu cầu mua. Ngoài ra bên Buôn Ma Thuột còn rất nhiều dòng máy xúc đào nhỏ và những dòng máy vừa túi tiền với anh chị em nào đang có nhu cầu mua dòng máy xúc đào để về làm việc. Máy bơm nước các thứ thì còn rất là ổn định mọi người nhé, rồi hầu như là zin. Do ông chủ máy đang cần tiền để chuẩn bị lấy vợ thứ năm bình thường, nên là muốn bán em này đi để lo công việc, nên là các bác, các anh, các chị, các chú và các bạn có nhu cầu mua dòng này thì hãy liên hệ với số điện thoại để bên mình có được tư vấn cho anh chị em. Giá cả thì hợp lý phải chăng. Anh thì em đừng có rời màn hình nhé, ở phía sau của cái video này mình có để một chút ít hình ảnh chụp cận cảnh máy Komatsu D20-5, máy còn đẹp long lanh lắm mọi người. Này nói thật với các bác, các anh, các chị, các chú, các bạn mua về để chúng ta chỉ có đi làm đổ dầu, đi làm và đi kiếm ăn thôi, chứ không phải ấy o đắn đo suy nghĩ bất cứ một cái điều gì ở trên cái con máy này cả. Đây là một số hình ảnh rất là đẹp đúng không ạ, máy móc xịn sò, giá cả hợp lý. Và bây giờ thì mình xin phép dừng video. Mọi người xem video của kênh Máy Xúc Cần Cầu Xe Ben, hãy cho mình một like, một share, một chia sẻ, một đăng ký kênh rất là vui, được phục vụ tất cả quý anh chị và các bạn.